Xin chào quý vị khán giả, tôi là Thạc sĩ Nguyễn Diệu Thúy, chuyên viên y khoa của hệ thống tiêm chủng VNVC. Rất vui hôm nay được chia sẻ về chủ đề thủy đậu cùng quý vị khán giả. Thủy đậu là một bệnh lý truyền nhiễm do virus varicella zoster gây ra. Thường virus varicella zoster có khả năng sống vài ngày trong vảy thủy đậu và dễ dàng bị chết bởi những cái thuốc sát khuẩn thông thường. Tất cả mọi người cũng như là tất cả các lứa tuổi đều có khả năng bị mắc bệnh thủy đậu. Và thường thì mức độ mắc bệnh thủy đậu sẽ tăng nhiều vào những cái tháng lạnh như là mùa đông xuân. 90% những người chưa có kháng thể với bệnh thủy đậu đều có khả năng bị mắc bệnh nếu phơi nhiễm với cả virus varicella zoster. Và thường cái tỷ lệ lây truyền ở trong gia đình có người mắc bệnh thủy đậu có thể lên tới 90%. Bệnh thủy đậu là một bệnh lý dễ lây truyền và dễ gạo thành dịch, có thể lây truyền từ người qua người. Một số những cái đường lây truyền chủ yếu của bệnh thủy đậu là lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi họng của người bệnh, tiếp xúc với dịch ở trong nốt thủy đậu hay tiếp xúc với vật dụng cá nhân có nhiễm virus varicella zoster. Đặc biệt, bệnh thủy đậu có thể lây truyền từ mẹ sang con. Nếu mẹ bầu bị nhiễm thủy đậu, có thể lây truyền qua cho thai nhi thông qua nhau thai. Và nếu mẹ bầu bị mắc bệnh ngay trước và trong khi chuyển dạ cũng có thể lây truyền sang cho trẻ sơ sinh. Gây bệnh lý thủy đậu sơ sinh là một bệnh lý rất là nguy hiểm, có khả năng tỷ lệ tử vong cao lên tới 30%. Chu kỳ lây bệnh thường xảy ra 1 đến 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện những cái mụn nước đầu tiên. Và cái thời kỳ lây truyền thì có thể dài hơn ở một số người có thay đổi về hệ thống miễn dịch. Bệnh thủy đậu triệu chứng sẽ khác nhau ở mỗi cái giai đoạn của bệnh. Thường thì bệnh sẽ trải qua là 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ủ bệnh. Giai đoạn ủ bệnh thường kéo dài 2 đến 3 tuần, trung bình là 14 đến 16 ngày. Và cái thời gian ủ bệnh của mỗi người sẽ khác nhau tùy vào lứa tuổi cũng như là tình trạng sức khỏe của từng người. Sau giai đoạn ủ bệnh sẽ là giai đoạn khởi phát bệnh. Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, chán ăn, chảy nước mũi, và sau 1-2 ngày thì có thể phát ban, mẩn ngứa toàn thân và có những cái triệu chứng đặc thù của một bệnh thủy đậu. Sau giai đoạn khởi phát sẽ là giai đoạn toàn phát, những cái nốt phát ban sẽ chuyển thành những cái mụn nước hay mình gọi là mụn nước dạng phọc, có đường kính khoảng 1-3mm, thường sẽ xuất hiện ở đầu, ở mắt, sau đó lan ra toàn thân. Những cái nốt thủy đậu mọc nhiều ở những cái vùng ít tì đè như là sườn, khoeo, nách hay là mọc dày ở mặt, ở thân hình, ít mọc ở tay, ở chân hơn. Một số người thì có thể có những cái triệu chứng nhẹ hoặc là không có, như là trẻ em thường sẽ có triệu chứng nhẹ hơn người lớn. Sau giai đoạn toàn phát là giai đoạn lui bệnh, bệnh thường kéo dài 7 đến 10 ngày và thường sau 1 đến 3 tuần thì vảy thủy đậu sẽ rụng. Nếu không có biến chứng gì thì những cái nốt thủy đậu sẽ khô lại, đóng vảy và rụng. Những cái nốt mà mọc thủy đậu thì có thể sẽ bị thâm lại và thường không để lại sẹo. Tuy nhiên, một số những cái trường hợp nếu mà bị nhiễm trùng nốt thủy đậu thì có thể để lại sẹo vĩnh viễn. Mọi người thường nghĩ bệnh thủy đậu là bệnh ngoài da cho nên là không nguy hiểm. Tuy nhiên, một số những cái trường hợp nếu không được điều trị và phát hiện kịp thời thì có thể có những cái triệu chứng nguy hiểm, gây ra những cái biến chứng đặc biệt, biến chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh, những người cao tuổi, người có bệnh lý nền hay là phụ nữ có thai. Vì vậy mà chúng ta cần phải được theo dõi và điều trị kịp thời. Một số những cái biến chứng thường gặp như là nhiễm trùng da, mô mềm, xương khớp là những biến chứng do chúng ta không giữ vệ sinh ở những cái nốt thủy đậu dẫn tới nhiễm trùng. Biến chứng thường gặp thứ hai là biến chứng viêm phổi. Bệnh nhân sẽ có tình trạng ho nhiều, ho ra máu, khò khè, khó thở và thường sẽ xuất hiện sau khi phát ban 3 đến 5 ngày, thường gặp ở người lớn nhiều hơn ở trẻ nhỏ. Một cái biến chứng khác cũng khá là nguy hiểm, đó là biến chứng viêm não, có thể gặp ở cả trẻ nhỏ, ở cả người lớn. Và biến chứng này nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong. Biến chứng viêm não thường xảy ra sau khi khởi phát bệnh khoảng 7 ngày. Một cái biến chứng khác đặc biệt nguy hiểm đó là biến chứng ở phụ nữ có thai. Khi mà mang thai mà mẹ bầu bị mắc bệnh thủy đậu thì có thể truyền sang cho thai nhi. Và trong quá trình truyền dạ, nếu mà mẹ bầu mà mắc bệnh thì cũng có khả năng gây ra thủy đậu sơ sinh. Đó là những cái bệnh lý cực kỳ nguy hiểm. Một cái biến chứng thường gặp ở bệnh thủy đậu đó là zona thần kinh. Người bệnh thủy đậu sau khi khỏi, virus varicella zoster sẽ không biến mất mà sẽ ngủ lại ở trong cơ thể của người bệnh. Thường thì sẽ ngủ lại nhiều tháng, nhiều năm và khi có điều kiện thuận lợi, virus varicella zoster sẽ bị kích hoạt trở lại và gây bệnh zona thần kinh. Đây cũng là một cái bệnh mà thường gặp ở người cao tuổi, những người mà bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch.
Ngoài ra thì bệnh thủy đậu cũng có thể gây ra những cái biến chứng hiếm gặp khác như là viêm thận, viêm cầu thận, viêm cơ tim. Bệnh thủy đậu là một bệnh lý truyền nhiễm mà có thể gây thành dịch. Vì vậy, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng ta có những cái cách phòng ngừa như sau. Thứ nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc với người bệnh hay là những người nghi ngờ đang mắc bệnh thủy đậu. Thứ hai, những người mắc bệnh thủy đậu thì nên hạn chế tiếp xúc với những người khác, đặc biệt là những người có nguy cơ bị biến chứng cao như là trẻ sơ sinh, người cao tuổi, phụ nữ có thai, người bị suy giảm miễn dịch hay người có bệnh lý nền. Thường thì những người thủy đậu nên ở nhà nghỉ học, nghỉ làm ít nhất 7 đến 10 ngày để tránh lây truyền cho người khác. Ngoài ra, một cái biện pháp cũng khá là hữu hiệu đó là rửa tay thường xuyên, sử dụng những cái vật dụng cá nhân và vệ sinh mắt mũi miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý. Và có một cái biện pháp đặc biệt hữu hiệu được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo đó là sử dụng vaccine. Tất cả những người mà chưa có kháng thể đối với bệnh thủy đậu đều cần tiêm vaccine để bảo vệ mình, bảo vệ những người xung quanh và bảo vệ cả những người yếu thế như là trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai hay là người cao tuổi, những đối tượng mà không được tiêm vaccine trong cái giai đoạn này. Một số những cái thực phẩm mà bác sĩ khuyến cáo đó là chúng ta nên ăn những cái thức ăn lỏng dễ tiêu, đặc biệt là rau xanh, trái cây chứa nhiều kẽm, lysine, vitamin C hay là vitamin B6, B12, đặc biệt là nghỉ ngơi, uống đủ nước và tăng cường uống những cái nước ép trái cây. Ngoài ra, một số thực phẩm mà người bệnh thủy đậu nên tránh đó là những thức ăn nhiều dầu mỡ như thức ăn chiên xào, thức ăn chứa nhiều muối hay là thức ăn cay nóng như là ớt, hạt tiêu. Một số thức ăn khác chúng ta cũng cần tránh nữa là những cái đồ nếp như là xôi, bánh chưng, có thể là mưng mộc, sưng những cái nốt thủy đậu. Ngoài ra, chúng ta cũng hạn chế uống những cái chất kích thích trong cái giai đoạn bị bệnh như là trà, cà phê. Về vấn đề vệ sinh đối với bệnh nhân thủy đậu thì chúng ta thấy là một trong những cái biện pháp điều trị bệnh thủy đậu đó là giữ vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta có thể tắm nhanh, tắm nơi tránh gió, tắm bằng nước ấm và sử dụng xà phòng trung tính. Sau khi tắm xong thì chúng ta lau khô những cái nốt thủy đậu, mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, tuyệt đối không đắp bất cứ thuốc hay là những cái lá cây gì lên những cái vết nốt thủy đậu mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Chúng ta nên cắt móng tay để hạn chế xâm phạm vào những cái nốt thủy đậu khi mà những cái nốt này ngứa. Bên cạnh đó thì chúng ta nên vệ sinh mũi họng thường xuyên và mặc quần áo thoáng mát để hạn chế khó chịu trong quá trình mắc bệnh. Bệnh thủy đậu là một cái bệnh lý thường sẽ không gây biến chứng nhiều. Tuy nhiên, một số những cái đối tượng nguy cơ có thể có những cái biến chứng nặng hơn như là trẻ sơ sinh hay là phụ nữ có thai hay là những bệnh lý nền người cao tuổi. Vì vậy mà để phòng bệnh cho bản thân và phòng bệnh cho những người xung quanh thì chúng ta cần tiêm vaccine phòng bệnh, đặc biệt là những người mà chưa có kháng thể phòng bệnh thủy đậu, là những người mà chưa từng tiêm vaccine trước đây cũng như chưa từng mắc bệnh. Chúng ta có thể đến những cái trung tâm tiêm chủng dịch vụ như là trung tâm tiêm chủng VNVC có hệ thống mạng lưới rộng khắp toàn quốc, dễ dàng tiếp cận và đem lại sự thoải mái, đặc biệt là nguồn vaccine cung ứng luôn luôn đầy đủ, an toàn cho tất cả khách hàng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng sẽ sớm gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thank you.